Hai mẹ con bị Không bị quậy quay quá, luôn bị ba đuổi về, về ngoại luôn đúng không? Tống về ngoại luôn rồi. Bye bye nha. bị đuổi về ngoài tuần Bị đuổi về ngoại luôn nha. Quậy quá mà. đem chở về nơi sản xuất Bị đuổi về mà vui dữ vậy hả Getty? Có mang con đó về không? Có mang con đó về không? Có hả? Getty về ngoại vui nha. Getty chào tạm biệt các cô, các chú, các bác một tuần đi. Hẹn gặp lại các cô, các chú, các bác tuần sau nha. Ơi, Mai ở nhà với ba nha. Chịu không? ở nhà ba hay về với ông ngoại Ở nhà với ba hay về với ông ngoại? đi Ở nhà nha. đi Rồi đi cái đi ti đâu để đi đi Rồi cái ti với ba ông ngoại đi. rồi Cái ti ở nhà mà. À, đi 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 với ông ngoại ha. Dạ. Đồ đó qua vậy? Đồ của ti đây hả? Bây giờ ba mang đồ lên ba cất nha. Chịu không? Giờ ba mang đồ lên ba cất nha. Được không? Sao nói ba Kitty. Kitty. Kitty về ngoại giỏi nha. Về ngoại chơi giỏi nha. Nha. đi với ông ngoại là chịu rồi thôi. Bây giờ về ngoại hay là ở lại với ba? Đi hả? Thôi ở lại chơi với ba đi ha, để cho mẹ về nha. Rồi thôi cho cái ti đi nha. Rồi cái ti mấy ba các cô các chú các bác đi. Hẹn gặp lại các cô các chú các bác một tuần nữa nha. Ba chở ông ngoại ra trước con ra sau nha. Chịu không? Nha. Thôi hãy ở nhà với ba đi. Hai. Chạy chạy chạy. Rồi mọi người xem nè, được đi chơi vui lắm. Tối qua ngủ 9 giờ mới ngủ luôn á, bình thường là 7 giờ ngủ rồi. Cái ti lên xe nè con. Lên xe, ngồi trước với ba đi. Rồi lên xe, ba chở ra nha. Dạ. Rồi cái ti bay các cô các chú các bác đi. Hẹn gặp lại các cô các chú các bác một tuần nữa nha. Rồi ngồi im nè, ngồi im ba chở. Cái ti vui. Vui. Lâu lắm rồi mới được về ngoại. Đi đâu cũng ôm thấy con ký ti hết cả. Nó vui vậy mà mẹ hôm qua mà. Rồi cái ti lên xe đi con. Lên xe đi. Mẹ nhớ ba mà ba đuổi hai mẹ con đi về rồi. Lên xe đi. Rồi cái ti chào tạm biệt các cô các chú các bác nha. Hẹn gặp lại các cô các chú các bác một tuần sau nha. Hôm nay nhà Toản đi xe Phương Trang. Rồi, bye bye. Bye bye, cái tay, bye bye. Dạ. Hẹn gặp lại nha. Hai mẹ con em đi về quê không có ai ngắm mưa chung thì ngắm một mình mưa. Sáng nay mình luộc nửa củ khoai lang để ăn. Ăn cũng được. Nó hơi khô á mọi người. Khô, hơi khô khó ăn quá. Vợ con đi hết rồi. Bây giờ nhà mình làm chủ. Mọi người xem một cái bịch này là hồng chén nha.
nên là hồng chán. Tí xíu nữa về mình sẽ hái, coi như là mình sẽ mời mọi người cùng ăn với nhà Toản cái hồng này. Hai mẹ con nó đi vắng, mình ở nhà mình bày ra đủ thứ mình ăn cho thèm chơi. Hôm nay Toản đi gặp mưa ướt hết. Mọi người xem này, cái thùng ướt là hên á. Hên là mới mưa nhỏ nhỏ thôi nha. Chú bên cái vựa hồng á cho mình nguyên một đống hồng này đây. Hồng này là hồng chim đó mọi người, hồng trứng chim, cái trái nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nó cỡ như cái quả trứng gà vậy đó. Chim này là hồng trứng chim nè đó, trái nhỏ nhỏ thôi, đây nè, có tí xíu à. Mọi người xem nè, cái này là mình để chú cho mình á, cái mình để nguyên một cái rổ bự này cho mấy chị em đóng rau ăn. Còn cái này mình mang về mình chia cho người này người kia ăn đó. Má đâu có chụp hình đâu mà không, nó lấy hết rồi luôn ấy. Nó nhỏ nhỏ mà nó rất là ngon. Cái lọ này là cũng không có phân thuốc gì nè, cái lọ này nè nó kiểu giống như là nó gần như là mọc dại vậy đó mọi người. Cái hồng này nè, ok nha. Cái đống này là hôm nay mình có 1-2 đơn với lại 50 ký hồng, còn vô đây là mang về ăn nè. Đây mời mọi người dùng hồng chung với Toản nè. Hôm nay mình có 2 loại nha. Đây nè mọi người xem nè, cái này là cái hồng chén. Hồng vì sao người ta gọi là hồng chén? Bởi cái nó giống cái chén á mọi người, nên dân địa phương này là gọi là hồng chén. Cái hồng này đặc biệt cái là không hạt. Còn cái này là hồng chim đó, mọi người xem nè, có tí xíu à. To hơn ngón tay cái của mình chút thôi. Nó giống như nhỏ hơn trứng gà ta một tí xíu á mọi người. Nãy giờ đi về mệt quá, bị mắc mưa nữa. Bây giờ mình sẽ xử cái trái hồng chén này cho mọi người xem nè. Đây. Cái này ngày mai nó ăn mới tới cái độ ngọt nhất của nó. Hôm nay là chưa có được ngọt cho lắm, nhưng cũng rất là ngon rồi. Mọi người xem nè, mình gọt xong cái mình cắt đôi ra nha, làm cái vườn cho nó xong. Ô mừng quá, trái này không hạt nè mọi người. Nè mọi người xem nè, không có hạt nha. Mình sẽ làm cái miếng này hết luôn. Ngon quá. Cái hồng này mà có thêm muối Tây Ninh nữa chấm rất là ngon. Mình thích ăn chấm muối Tây Ninh mà hiện tại không có nên ăn hồng không. Cũng nói chung ăn hồng không thì mình cảm nhận được cái vị của nó rõ hơn khi chấm muối. Đây, còn đây là cái hồng baby nè mọi người. Hồng chim này rất là ít người được ăn nha. Này không có để mà bán. Mà cái trái nó nhỏ quá, cái không ai trồng á mọi người. Nên giống như kiểu là mọc dại đó. Cái này là mình ăn hết lần luôn. Ngon quá. Làm thêm trái nữa. Ăn vui à, ăn cái trái hồng nhỏ nhỏ này vui. Hồi nãy đi mang lên, tự nhiên chú cho mình nguyên một bịch luôn. Xong rồi sau đó mình tính mang về nhà để mình nhà đâu có ai ăn cho hết đâu. Cái mình nhớ sực ra là mang lên
chia cho mấy chị đóng rau á, mỗi người một ít cho mọi người vui. Đây. Ngon quá. Hôm nay ăn hơi bị nhiều hồng, hơi gọi là mình gọi là hơi ngán. Là hôm nay ăn đồ ăn mặn có tí xíu à, còn ăn hồng nó bự vậy nè. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã xem cái video này nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha, của nhà toán để theo dõi cái cuộc sống hàng ngày của gia đình mình. Nhớ đăng ký like, share cái video này lên trên các trang mạng xã hội để cho mọi người cùng xem với nhà toán nha. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.